Chơi mở mở đi. Ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game có tên là Five Nights at Candy nha các bạn. Một tựa game do fan game làm, thì lấy cảm hứng từ tựa game Five Nights at Freddy's. Thì cách chơi cũng sẽ tương tự những tựa game Five Nights at Freddy's nha các bạn. Ok, giờ bắt đầu nhá. Ok nhá, have wanted quán burger candy fry. À, tức là mình tôi sẽ vào vai bảo vệ cũng canh gác tới 6 giờ sáng luôn các bạn. Hello. Ôi cái phòng y chang cũng giống giống có một tin nhắn, nó cũng giống bên Freddy 1 á. I'm supposed to walk you through the job as a security guard. From your resume, I can tell that you're already a well-experienced guard. Ủa? But, you know, it's protocol, so I have to... Ủa? Coi sao? Số thu vậy cha? Ơ? Coi sao trời? Trời ơi! Ở đây có tới 3 cửa luôn hả? Má méo đùa. Đùa. Má giờ điện 98 luôn. Má mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? À đây nè, 12 giờ đêm. What the fuck? Không. Không, ý là làm sao để có cái đèn. Night vision takes more power than regular vision. So make sure you use it sparingly. Your first priority as a security guard here is to keep an eye on the animatronics. Those are really animatronic. À, mấy những con này cũng là animatronic đúng không? Rồi. Ok, để ý qua coi camera. Trời ơi, tôi có thấy cái mẹ đâu trời, camera đang xì à. Bạn làm sao ấy? You also have three security doors in your office, each of which can be closed by the door button by each door. Oops. These are here in case you're in some sort of danger, but personally, I need you to shut off the world when I need a break. But don't let me be your rule. You need to remember that closing these doors takes power, and the longer they're closed, the more power they drain. Má, kiểu này là tôi hẻo rồi các bạn. But you have to trust me on this one. What the fuck? Having an automatic fail-safe feature in case the power gets cut off, you know, so they open up if there's no more power. Gì? Sẽ có những lúc bị sạc nguồn hả? Ghê vậy? More power the longer they're closed, so you don't want to keep them closed for too long at a time. Now, the reason I keep mentioning the power is because the restaurant uses a backup power generator at night, which only has a certain amount of juice in it. So anything from the cameras using the security doors takes power. You can see how much power you have left on the computer on the desk. 2 giờ rồi. Try not to run out of power. Cố gắng không để mất năng lượng. Stuck in the office since the doors will always open up anyway. And one last thing. Có thấy mẹ đâu trời. Completely turned off at night, so they might start walking around a bit. Họ sẽ bắt ra những con animatronic robot sẽ đi vòng vòng quanh cái khu vực này đúng không? What the fuck? Don't bother with the ticket booth door. They won't attempt to get in through there. That should be all. You'll hear from me again. Thế là mấy một à, tức là hai con, một con là Candy, một con là Cindy đúng không? Má ơi, 2 giờ. Bên. Ê. Có thấy gì đâu cha? Ui. Rồi thôi bỏ mẹ rồi. What? À. Được rồi nè. Sao vậy? Ôi sao tôi bấm nút gì vậy? What? Làm sao? Làm sao được hay vậy? Hello! Hello hai bạn! À, có hai con rồi thôi hả? Dễ! Mình nãy bấm nút gì mà được vậy hay vậy? Night vision. What the fuck? Rồi cái này làm sao không sao bật đèn rồi sao tôi biết tụi nó tới hay chưa? Rồi! Hello! Hello anh, bạn này là Cindy phải không hay là Candy?
Rồi xong hai đứa bên. Chết mẹ tôi rồi. Và năng lượng 83 kìa. Mà cách nó di chuyển sao nhờ? Nó có đi theo tuần tự không? What the fuck? Thôi. Ok. Hắn là ngay trước mình rồi. Hắn ngay trước mình rồi, đéo đùa. Hello anh. Hà ơi, anh dám tấn công tôi à? Làm gì? Ở ra. Xong chưa? Ừ. Đấy. Là như thế đó. Hello. Ok, giờ là khí cũ đúng không? À, quay rồi, từ. Không, không có ai hết. Nấp, nấp. An toàn, bốn. Đêm thứ nhất, ít đầu. À. Ôi, chết mẹ rồi. Nếu vậy là hao pin quá. Hao điện. À, rồi. Ôi, chết. Đóng cửa. Trời ơi. Má. Ôi. Quay không? À, liếc hai lần hả? Vãi đái. Má game vãi đái ghê luôn á. Hello. Rồi, coi camera hai chỗ này nè. Hai chỗ này mới đáng lo. Hello anh. À đây, hai con mắt. Ủa, con khỉ nữa. Tơ, chết mẹ. Ê, cái con khỉ đó không được nha. Cái con đó đéo được nha. Ê, vậy là giống con Foxy á. Nó lao ra bắt mình á bạn. 5 giờ rồi. 5 giờ thôi. Nó mở cửa kìa. Chết cha rồi. Không được, cái hao điện vậy chứ. Chết mẹ ngay trước cửa. Hello. Còn đứng đó. Vẫn còn đứng đó. Ok. Rồi thôi, chết cha rồi. Đóng cửa đi. Mẹ ơi, 6 giờ. Để tôi chưa hiểu cách nó hoạt động nha. Vậy là cũng na ná thôi, chứ là con khỉ đó như bản sao của Foxy đúng không? Thế là xong đêm nhất các bạn. Dễ. Đêm thứ nhất là dễ. Và đêm thứ hai là ăn cám. Trời, gì vậy? Ủa, gì vậy? Ô. Ủa, búp bát nè. Ủa, búp bát bên Freddy đi, đâu lạc trâu đây cha? Anh ơi, sao anh lạc trâu qua đây vậy? Ôi, má. Thôi, ui. Thấy không, các bạn thấy chưa? Đừng bao giờ đùa với búp bát nha, chết nữa. Đêm thứ hai rồi. Ủa vậy, tất thảy bao nhiêu con? Cái con khỉ tên gì? Rồi, chết tôi rồi. Chết mẹ luôn á, chứ đéo đùa đâu. You have one new message. Bạn có lời nhắn. Ok. Nói chung là mình nhìn camera thấy con mắt mình bật đèn thôi. Để cho tiết kiệm năng lượng. Đó vậy đó. Nói chung là mình đừng. Thấy không? Mới có chỉnh vậy thôi mà năng lượng nó còn 97 rồi. Tôi mà bấm thêm chút nữa là. Hello anh. Hello bạn. Wow, tất cả bao nhiêu con? Hay ông mẫu mình. Ở chỗ mình thấy cái cặp mắt ở đó là mình là chắc chắn là nó rồi đó. Mấy giờ rồi? 1 giờ rồi. Nó lộn 12 giờ. Tôi sợ con khỉ đó, bạn tôi sợ với con đó. Không, nếu mà thấy con khỉ nó bước ra, đóng cửa lại. Ừ.
Oh, hello anh. Chết mẹ. Chết tôi rồi. Mẹ ơi. Ê trước cửa luôn kìa. Rồi xong một đứa đi luôn. Rồi, quan sát hai coi. Ok. Mẹ ơi. Con mẹ, chết tôi. Không, anh biết cách để di chuyển mà. Đừng có mơ. Ôi, con khỉ đó có. Nó trộm phát. Con khỉ này nó tới như vậy. Má lại nữa. Ở đâu? Khỉ đâu rồi? Má ghê quá. À, chắc. Ở đâu? À, nó đi tuần tự ha. Nếu vậy thì dễ. Lâu anh. Lâu anh. Rồi má tới rồi. Tới luôn. Tới công chuyện. Khoan không coi đi. À không biết tụi nó sẽ làm gì đâu. Lâu anh. Thôi đóng cửa rồi nha. Chú bớt gây đi. Chú bớt gây đi. Hả xong chín rồi. Mới 2 giờ là bên. Chết mẹ luôn. Chết mẹ rồi. Mở cửa. À. Trời ơi. Dễ ăn quá. Làm như ăn tu. Ăn đồ ăn từ chùa. Dễ lắm vậy. Hồi đi rồi. Mời. Đừng có hao điện quá. Tôi có cái tật là xài hao điện ghê luôn á. Nữa. Cái gì cha. Phỉ rồi. Ok rồi đó. Không, chủ yếu là hai chỗ này nè. Ê, tôi sợ khỉ nó đu dây đấy nha. Chừng có đu á. Chết cha rồi. Sao anh thấy đe, sao anh thấy hồi hộp quá trời. À. Thì sao là thế? Ở hai đứa bay rồi, trời ơi. Có sao vậy? Mới 3 giờ mà. Chúng ta không nên chủ quan các bạn ạ. Hãy được chú ý cặp mắt của nó. Ô, oh, trời ơi, khỉ con. Ôm cửa. Ôi đồ má. Ghê quá. Ghê vậy. Gì ghê vậy cha. Má con cửa. Má giờ hết khỉ mẹ khỉ con luôn. Ôi đồ. Đeo đồ đeo giỡn. Cái gì vậy? À. Ok. Coi còn ai nữa. Ghê rồi. À. Quan sát đi coi có cặp mắt nào không nha. Vậy là không phải chứ. Ôi giờ kẻ thù không phải chỉ có một đâu. Ha, kẻ thù nhiều á. Ôi quay không có ai không. Thôi đóng cửa đi. Rồi tới luôn, tới công chuyện luôn. Tới luôn. Rồi đi chưa. Ok đi rồi. 4 giờ. Má ơi. Còn nào nữa không? Há tẹt tua luôn. Thôi mẹ. Má chết cha. What the fuck. What? Ê, quên. Nãy tôi quên đóng cửa. Ê, tôi quên mở cửa. Má hào pin quá. Ha, khúc này là chơi ngu rồi. Ô. Oh. Hên. Đứa nào vậy? Rồi, thôi, chết.
Hello. Hello, 5 giờ rồi. Má ơi, ghê quá. Há lại nữa, đi hoài vậy cha. Thôi. What the fuck? Má, nó cứ đứng nó hoài trời. Ở đâu? Má ơi, 6 giờ đem xong đêm thứ 2 rồi. Đơn giản thôi. Không, không, hai đêm này là gọi là hai đêm xé nháp đó bạn. Gọi là xé nháp thôi. Chuẩn bị tới cuộc đấu thật sự rồi các bạn. Rồi xong ăn nghỉ luôn. Cái gì vậy? Hello, phải không? Rồi, có thấy mẹ đâu. Một ngày chỉ 27, 23 tháng 9. Má ơi, theo ý tưởng của fan game là cái người làm ra con robot này vẫn là ông Papuka đó các bạn. What the fuck? Rồi rồi. Về đêm thứ ba nha. Đêm này là đêm là cực kỳ là hãm hiếp luôn á. Đó đấy, càng về sau càng khó mà các bạn. Cứ tin tôi đi. Càng về sau các bạn sẽ càng sẽ bị nó hiếp tinh thần nhiều hơn. Rồi đi chuẩn bị đi, tới giờ bị hiếp rồi nè. Má con khỉ con ở đâu ra trời, má tôi ghê quá. Tí cái gì? Tự nhiên cái tí mở ra thấy nguyên con khỉ con là thấy ới ời luôn á. Ok. Ai ra phá quỷ? What the fuck? Hello anh. Hello. Trời sao một đứa đi rồi. Trong cứ quan sát mấy cửa này nè. Rồi xong Cindy đúng không? Một con là cái màu tím là Cindy. Mà cái ý là cái màu à, con là Candy nè. Thôi kệ mẹ đi. Rồi. What the fuck? Nói lẹ vậy. Cái này mình không biết nó đi sao. Hello. Tới luôn. Ôi trời ơi hên. Má ơi tụi bay hiếp anh quá. Gà nào ăn hiếp nít. Đi chưa? Rồi đi rồi. Ok. Ôi trời ơi, mới 1 giờ mà hiếp vậy luôn hả? Thôi. Trời, thôi bỏ mẹ rồi. Cuộc đời anh đen tối lắm á. Ôi trời ơi, dùm con khỉ đó nha. What the fuck? À, có nó đeo. Không, no. Ai? Nó đâu? Có không? Yên thỉ. Ôi hên. Má ơi, ở đâu cũng có hết trơn vậy, cho nó khắp nơi luôn á. Tôi khổ quá mà. Ôi đâu. Ghê. Má tụi nó liên tục luôn á. Ok. Má ơi, tụi bay liên tục luôn hả? Wow. Nửa kìa. Má ghê quá. What the fuck? Má ơi, liên tục luôn á. Nữa. What the hell?
Ok. Không nữa. Không, chủ yếu bên mình thôi. Nữa. What the fuck, mới có ba mấy giờ thôi nha. Hao điện quá à. Rồi xong. Các bạn đứng đó các bạn. À, di chuyển có mục đích ghê luôn á. Ờ, đi chưa? Ok, mở. Ok. Trời ơi, đừng có làm hao điện gì chứ. Rồi xong, tới luôn rồi, tới công chuyện rồi. Hello, có ai không? Có tự phát rồi, tự phát. Tới. Ôi rồi. Ôi rồi ơi. Ôi rồi ơi, nét rồi mọi người ơi, chết mẹ rồi. Má ghê quá. Sao cứ tư, sao mà cứ liên tục vậy? What the fuck? Sao cứ liên tục vậy trời? Ồ má, tấn công kép hả? Còn sao mà thế, coi có con mắt nào không? Phải luôn để ý vậy bạn. Trời ơi, bận. Ô, trời má ơi, con khỉ con. Má ghê quá. Ờ má nó vẫn đứng đó nhìn tôi. Lên. Đi chưa? Ờ đi rồi. Đi rồi. Đi chưa? Oh shit. À là đó. Má về cái. Má ghê vậy. Má. Ghê quá. Má coi con người gỗ nữa hả? Trời má đem lên bất ổn dữ à. Ai biết nó có nhảy ra không nữa, ai biết. What the fuck man. What the. Ừ. Không, mình nghĩ cửa kiến an toàn á, không có sao đâu. Mình nghĩ cửa kiến an toàn á. Mình lo xa rồi. Ừ. Ê mà, sao ngộ nha. Làm sao? Trời ơi má. Thôi, cái gì vậy? Má, lại nữa. Thôi. Nữa kìa. Má ơi, nữa rồi. Ôi trời. Rồi xong. Cuộc đời tôi hết là hết. Và thế là hết. Mô Phật. Thôi. Rồi, chính xác. Rồi xong, có chữ Robo Freddy kìa, Freddy Freddy Slow. Vậy là chứng tỏ mạch chuyện liên quan đến cái hàng Will Afton rồi. Bởi tôi nói rồi, cái phần này không có, cái đêm thứ ba không có dễ đâu. Là phải luôn để ý cái con gỗ nữa. Rồi thôi bỏ mẹ rồi. Cái con này ghê quá, nó phá cửa. Dạ tôi hiểu rồi. Tức là cái cửa sổ này chỉ có cái con nó phá thôi. Cái con mấy con này nó không có phá mình đâu. Chủ yếu là lo hai cái cửa này nè. Còn cái cam này mình đi. Khi nào con đã di chuyển á, đóng lại liền. Despite the holes and the fact that his left arm and the back of his head is missing, the kids still really like him. Anyway, ever since that day, Blank's been. Trời ơi má, sao anh cứ vậy hoài à? Sao anh hay vậy quá à? Anh cứ canh lúc em chưa chuẩn bị tinh thần không? Trời má. Trời ơi, má nó tới tụi bàn thờ. Nó tụi lại anh luôn á. Anh đến mà như tia lửa điện vậy á. Thôi, yên. Không sao. Tôi chưa an toàn các bạn. Thử. Cái gì phải thử chứ. Bây giờ nó có đập cửa không? Coi thử rồi. Cứ thử nó có đập cửa không? Không biết nha, hên xui nha. Không biết nó có đập cửa trước không nữa. Má tí đập cửa là quê lắm á. Thôi má đóng lại đi, ghê quá. Anh sợ nó sợ cửa. Chứ không có đâu, làm gì mà nó canh cửa, nó đi cửa chính chứ.
lo mấy cái con này nè, đó thấy không? Nói em ruột tới rồi đó. Ờ, đông rồi, ma anh thấy nghi lắm. Cuộc đời anh thấy đầy hoài nghi rồi. Hello anh. Nói chung là anh càng hoài nghi chừng nào anh càng phải tự vệ chừng đó. Ok, coi nó đi chưa. Hello anh, khỏe không? Giờ anh yêu đời quá, lạc quan quá. Má ơi bà. Nói chung là phải để con này nữa. Không sao. Giờ lại nó tới quá chịu con quái luôn á. Hello khỉ. Được quen. Rồi thôi, đóng cửa. Tới. Thầy chứ, ông tới nhanh lắm á. Mở này ra. Cái này là hao nè. Đi chưa? Thầy là bé chạy cho mình đâu. Đi chưa, tôi nói mà. Nó tới nhanh lắm. Không lường trước được đâu. Thôi, bộ má rẻ vậy. Má vừa quay qua luôn á. Vậy mà nãy coi không thấy đâu nha. Mở ra. 2 giờ lên. An toàn. Không biết nha, nói chung anh thấy hello anh. Sao anh tới bất ngờ vậy? Không được rồi. Thì đã tới sát cái cửa hả đóng. Thì có thể đập cửa được á. Rồi xong nhìn nữa. Nhìn nhau nữa rồi. À đủ. Tới. Tới chưa? Chưa. An toàn. Ok. Mở cửa. Hello, có ai không? Rồi, qua an toàn nha. An toàn. Ai vậy? Hello. Mình bật canh gác mình phải bật nhạc thì nó vui chứ đúng không? Đi chưa anh? Thôi em bật trước nha. Trời ơi, cái con mẹ em rồi. Anh ơi đừng. Anh ơi anh đi. Anh nói nó cứ đứng ở ngoài luôn á, biết thằng nào nó mới đi, trời. Nó hãm hiếp tinh thần tôi ghê luôn á. Hello anh. Rồi xong. Đó, trả ra. Ok, xong. Năm, cho tôi về đi, tôi về nhà đi. Tôi cô đơn lắm rồi, tôi muốn về nhà cơ. Chết. Quên. Ủa má ghê chứ. Hồi đóng rồi. Hồi ra. Phải không, nổ. Ok. Má. Hello anh. Hello guy. No. Trời ơi, ghê quá. Tôi chỉ cần bất cẩn chút thôi là anh nghĩ á. Một chút thôi tôi ăn nghỉ rồi các bạn. Trời ơi, lại nữa. Còn bao nhiêu đợt nữa. What the fuck. Nó có tấn công của em vậy. What the. Tục nha. Rồi xong đi rồi. Rồi bye bye anh. Hello anh. Khỏe không? Mở. Ok, 26%. Vẫn đủ. Ok, ổn. Ok. Quan sát. Quan không? Nấp. No. Ổn. What the fuck? Không ai hết. Trời ơi, đang khỉ nữa rồi.
What the hell? Hả? À, hai con. Hai con luôn. Hai con khỉ. À, đi chưa? What the fuck? Ôi trời ơi. Xong đêm thứ ba. Trời ơi, làm gì căng, trời ơi, dễ mà. Ôi đây. Hello anh. Purple guy kìa, đó là Purple guy đó các bạn. Cái này là hiện trường vụ án nè. Không, cái này khi mà up lên YouTube chắc xóa đi. Rồi tôi nghe hướng dẫn coi. Không có tập trung quá à. Trời ơi, hướng dẫn giùm cái đi. We had an old animatronic version of Candy, but before we got these Jimmy ones. Anyway, he was supposed to be out of commission ever since he was involved in this incident with a customer. An adult customer, luckily. Not a child. Not that the children aren't safe here, that's not what I... Anyway, our technician is trying to fix him up for some time, and... Ủa, quan sát mà. Cái con này con khó chịu nhất á. He should be in parts and service. Kìa, kìa, đó. Trời, cái mặt đó kìa. Keep a real good eye on him. He's quite big, so just be careful around him. That's all. Keep up with the good work. Là sao, là sao, là sao? Nói chung là thấy nó gần tới là... Thấy nó gần tới là đóng cửa liền đi. Không cần phải chờ đâu. Rồi đi rồi đó. Mình cần phải nhanh tay lẻ mắt được. Má tôi phải sống sót trong đêm thứ tư này. Má là đã luôn á. Lo anh. Rồi má tới rồi. Tới công việc rồi. Không cửa. Tới. Ê, khỉ tới, khỉ tới. What the fuck? The fuck đây, đóng cửa liền đi. Nghe ơi. Ok, mới phát cửa tầm không? Ok man. What the fuck? Đi rồi, ổn rồi đó. Rồi, thứ gì chuyển nhanh rồi ta. Rồi, tới luôn. Rồi, tới nữa rồi. Thấy em chuyển rồi. What the fuck? Lại nữa, hi. Chưa, con này chưa đâu. Mất rồi. Cái hàng nó trốn đâu rồi? Trời ơi, quên. Tôi lo coi map quá, quên để ý luôn á. What the fuck man, nó đâu rồi? Nữa. Trời hoài luôn á. Ủa mày không biết mệt à. Khá trần thân anh luôn rồi. What the fuck. Mày chưa tới nữa. Ok, mình thấy nó. I see you. Tới luôn. Oh shit. Ok, tới rồi. Má nó tới, tốc độ bàn thờ ấy trời. Oh, trời, má kìa, giỡn. Anh giỡn chút thôi nha. Anh giỡn chút. À, bây giờ không căng thẳng nha. Đùa hả trời. Đi rồi. Nghe ghê chứ. Như chim vậy.
nữa kìa. À giờ là không bị phải sợ hết. Mày có bo dư thời gian mà. Ê, mày cho tao quan sát coi. Nó chưa, nó chưa đi ra nha. What? Tôi nghe tiếng, Ờ, tới rồi. What? Phải không, có ai không? Rồi má, nữa rồi. Đóng chơi. Má ơi. What the fuck, cái. What the... Cái gì mà tấn công combo vậy? À thôi, khỉ, bye khỉ nha. Má, lại nữa. What the fuck. Má, kiểu này là chết không toàn thay luôn á. What the... Để mấy cái con nó coi nó đâu rồi. Thấy mày rồi nha. Đừng hòng. Ok. Ổn. Má để mẹ kiến luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tình yêu ơi. Ê ơi. Ê sao. Sao có cẩn vậy mà phải nhìn chứ. Mình phải quan sát. Tôi luôn để ý ha, hai bên nha. Rồi đó thấy không. Má còn khỉ con á. Không có. Ở trên mạng đóng cửa đi. Ai biết rồi, lỡ nó nhảy ra nó dồ tôi thì sao. Ok mở cửa. Ok mở cửa. Thì ra là thế. Chơi game này khó quá đi. Ê ê. Có ai không, đứng trước cửa không. Đừng có để ý, đừng có bất cẩn nha. Rồi đóng cửa đi, tới nữa rồi đó. Ok. An toàn chứ đói nha các bạn. Rồi má tới nữa rồi. Má ơi 19%. Mày lại anh coi. What the fuck. Ủa cái gì trời. Rồi sao mở ra. Ừ. Còn chút năng lượng thôi. Cố lên. What the fuck. Mở đi. Trời hai năng lượng quá. What the. What the fuck. Ôi chết cha, 7% rồi, 6 giờ rồi. 6 giờ đi. 6 giờ đi, trời ơi. 6 giờ đi. Sao ổn. What the fuck. Ok, đi chưa. Và má vẫn còn đó. What the... Nữa. Ôi trời ơi hên. Rồi đây có tự xong luôn. Đa tạ. Để tôi nói mà. Ôi trời tôi mệt quá đi. Ở đây đâu đây, nãy giờ có chỗ này. Oh. Hello. Candy. Cindy. Are you okay? Ngày 5/9/87. À, yeah, Purple Guy. Puppet á. Hello. Mấy hai người bạn thân làm gì ngồi đó buồn vậy trời. Ok, đêm bữa năm nha các bạn. Đêm nay là một đi không trở lại luôn á. Hay đi. Rồi má đêm cuối rồi. Ok. Má ơi. Để lúc show tài kỹ năng sinh tồn các bạn ơi. New messages. Hello again. So the big boss man told me to inform you about our office. Trời ơi. Kind of silly since you're supposed to be guarding the place, but rồi, quan sát. Nói chung là mình hạn chế cái việc mà tối ngày coi camera vậy. Thôi vậy đêm cuối đi diễn nhanh hơn kìa. Nói đêm cuối chỗ di chuyển có mục đích hơn nha các bạn. Nói chung là đêm cuối cùng là đêm hết sức cảnh giác. Thì nó sẽ di chuyển rất có mục đích luôn á. Và rất là khó đoán.
Ok, ổn, rồi giờ đi rồi. Quan sát, quá nhanh. Rồi lý do em là cần phải tôi luôn để ý á. Thông đi. Ok, mở cửa. Ok. What the fuck? Ôi, phù má ghê. Má ơi. Ghê quá. Má nó cứ đứng đó hoài sao làm. Rồi má. Bắt đầu. Tám mốt rồi kìa. Để lên. Ok, ổn nha. Ôi trời ơi, khỉ ơi. Má ơi. Mở cửa, mở cửa. Chưa có động, chưa có động. Rồi má, tới rồi, tới luôn, tới luôn. What the fuck, rồi rồi, thấy nó rồi. Tôi thấy nó rồi. Không cần phải lo lắng. Hello. Rồi, đóng cửa đi. Ok. Má ơi. Oh shit, tới rồi. Ok, dạ dạ em không? Rồi mở. Oh. Hello. Má lẹ gì trời, đi như không tốc độ bàn thờ hay sao á. Làm sao á. Rồi má như đi tốc độ đường chim bay hay sao á. Trời ơi má ghê thiệt chứ. Đi bàn thờ luôn hay sao á. Chơi ai chơi nãy trời. Má ơi. Ok nó. Ôi trời. Má ghê chứ. Tôi là bất cẩn chút rồi là chết rồi. Ờ. Quay nó, quay nó. Quay không? 2 giờ rồi. 2 giờ, 2 giờ, ổn không, ổn không? 2 giờ, 2 giờ. À được. Ổn nha, ổn nha. Phải ổn nha. Mày cứ ổn mày Kiên ơi. What the fuck. Tới rồi, tới rồi. Má ơi. Nó tới nó hiếp tôi kìa bạn. Má mấy con này ghê quá à. Rồi má nữa là tới công chuyện rồi. Xong chưa? Ok. Rồi má tới nữa rồi. 3 giờ. Má ơi. What the fuck. Hello. Đừng. Thôi em đừng đứng gần anh nữa. Đừng làm thế với anh nữa nha. Chỉ một lần thôi. Vâng. Ok rồi. Chỉ là hai cam này nè. What? Ê. Ôi, mày liều. Ok. Sao nó tới ra. Ô, cái gì vậy? Cái nó về rồi, nó về rồi. Ok, về rồi, ổn. Bây giờ. Oh, rồi, oh shit. Oh, hello anh. Trời ơi, sao anh tới đột ngột vậy? Anh hãy báo em cho em tiếp đãi chứ. Hello, má nữa rồi. Má ơi, là một ngày đen tối. What the fuck? Cái gì vậy trời? Đi rồi. À, không được. À, trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Mới bỏ xuống thôi nha. Mới bỏ xuống thôi á. Thôi mày lại đi. Đi chưa? Đi rồi, mới ra. Ok. Bỏ đi. À, tới nữa. What? What the fuck, guy? Ôi trời. Ê, chết mẹ. Má tôi lo ấy, tôi quên. Trời ơi. Tôi mệt cái con nó ghê luôn. Sao nó tụi không. Trời ơi. Bất cẩn quá. Ôi sao nhìn nó giống cái con Spring Trap vậy. Quá đáng.
Quá đáng. Im. Không nghe nữa. Thằng này phải cẩn thận hơn rồi. Mẹ ơi. Chỉ là mỗi con người gỗ thôi. Hay chỉ sợ mỗi con đó thôi. Còn lại mấy con này là cỏ rác thôi. Mẹ ơi, chết nữa rồi. Không sao. Mình có thể không cần bọt lên được. Còn thấy con mắt của nó thôi được rồi. Ừ, thấy con mắt đó. Hay, hay, hay quá, hay quá. Ờ. Cái gì? Hello. Ừ, thấy con mắt đó. Mày hay quá. Hay quá bạn ơi. Ê, quan sát. Đúng rồi. Ok, mở mở đi. Ôi. Ủa nhanh vậy? Tuồng má đêm cuối dữ à. Tí nữa tăng cái tiếp tôi chơi game hành động các bạn. Kiểu này stress quá. Chạy lại nha. Nói chung mà để ý mấy cái cửa gần gần đây nè. Nín. Anh không muốn nghe nữa. Coi chừng cái cửa này nè. Coi chừng hai cửa này nè, nó di chuyển rất là nhanh nha. Tìm cho nó đi. Ok. Con có gì không, có gì không? Hồi nãy tôi gần qua rồi. Tôi gần rồi. Tôi thấy mày rồi. Có. Quá nó di chuyển kiểu nó di chuyển cái kiểu mà nó cách hai phòng á, nó đi cách hai căn phòng á. Ở vậy mày không thấy nó. Nó còn lại ghê chứ. Thấy không? Biết ngay mà. Không có thấy con mắt nó đâu. Nó di chuyển thần thánh lắm. Chừng á. Ok, xong một đứa. Má Candy gì mà. Má bố mày ghê quá. Ok, đóng cửa, đóng cửa. Đó, thấy không? Tôi nói mà không có sai được. Ok. Ờ, để luôn đi. Ờ. What the fuck, gái. Trời, tôi mà không để ý rồi, tôi chết rồi. Ê, thôi. Ơ. 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 Chết tôi. What the fuck, chết tôi rồi. Ok. Ờ. Má này vẫn còn đứng đó, bên. Ok anh, gió xuất sắc. Ok, mở cửa. Trời ơi, ghê quá à. 1 giờ rồi mà 69% pin nữa nha. Không có đùa đâu. Ơ, oh, trời ơi má, khỉ. Đéo thấy luôn á. Ok, ok. Ok, quan sát, quan sát. Ok. Có ai không? Ê, coi dừng cái cửa. Rồi, thấy rồi. Rồi, con xác. Rồi, đó, nó tỉnh rồi kìa. What the fuck? Rồi, thôi rồi, đóng cửa đi. Ồ. Ok, đi rồi, mở đi. Ok. Rồi, đóng cửa lại. Rồi, đóng cửa. Má nó đi cách 2 căn phòng á. Rồi má, mày tiêu, không được đâu, không mở được. Chỉ còn phòng mày thôi. Chở đi qua đã. Chơi đi rồi đó, an toàn. Sao vậy? What the fuck? Ừ. Ok. What?
What? Oh! What the hell? Uh-oh. What the fuck? What the... Thôi làm gì nói mà nó tới không có lường trước được đâu. Mấy con này ghê lắm. Rồi má tới nơi kìa. Má chưa đi nó mới chết đó chứ. À, đóng đóng cửa đi. Tới nơi đó. Rồi đóng luôn. Ừ. Mấy giờ? 3 giờ. Mở. Ê, sao nhanh vậy? Mày. Đừng đóng cửa nhiều quá Kiên ơi, chết đó. Rồi tới nữa rồi kìa, tới nữa rồi, để lên. Trời ơi. Cho tôi qua màn coi. Kiểu này là chết mất. Kiểu này là chết không toàn thay luôn á. Để mở cửa. Oh, hello. Hello cháu. Thấy không? Ok, ổn. Đây ổn. Có ai không? Có ai không? Ok. Hello. What the fuck guy? Nữa hả? Cửa tiếp. Vậy. Thôi sức rồi. Nhanh lên. Phải không? Tôi vừa kịp lúc luôn á. Một chút rồi tôi ăn cứt rồi. What the fuck? Má ơi, nhanh quá. Càng lúc càng nhanh nữa nha. Rồi, tới luôn. Rồi, thôi, khỏi mở đi. Hello. Mấy giờ rồi? 4 giờ. Trời. 4 giờ chết tôi rồi, còn mẹ nữa. Oh. Hello. Đi rồi, mở đi. Đi hết chưa? Cút hết đi. Nha. Đề nghị cút hết. Để tôi làm việc. Má ơi cút đi. Tụi bay có đặt hàng anh không mà sao cứ tới hoài vậy. Từ từ. Rồi má tới nữa rồi kìa. Nhanh lên. What the fuck. What the hell. 5 giờ. Ok rồi mà trụ đi, cố trụ đi. Một chút thôi. Rồi ok được. Mở. Ok. Mở. Rồi. À, tới luôn, tới công chuyện rồi. Ây, chết. Ôi trời ơi, chết luôn á. Chết nữa. Trời nữa. Lại nữa. Lại nữa. Trời ơi, 5 giờ. Rồi tới nữa. Má làm phiền nhau quá à. Ám ảnh rồi. Sao cứ quấy rầy nhau hoài vậy. Yeah. Sáu giờ. Xong 5 đêm rồi. Ok. Rồi gì đây? Là hình mà puppet kìa. Cái gì đây? Mistake, một cái sai lầm. Và problem, cái vấn đề. Rồi sao nữa? Vấn đề của bạn. Mẹ vô duyên, vô tự nhiên nói cái gì vậy? Ôi trời ơi, phiếu lương kìa bạn ơi. Ngày 20 tháng 11 năm 1987, tôi Kiên Gaming có được nhận 100 đô la. Và cái gì? 50% là... Nói chung là tôi được nhận hoa hồng đó vậy đó. Xuất sắc. Ok nha, qua đảo nha các bạn. Quá mệt mỏi. Ok, coi như mình vừa đã hoàn tất game Final Candy các bạn. Thì nếu các bạn yêu thích từ game này thì có thể tải trên game Tron và chơi thử nha. Và sẽ add link ở dưới nha.
Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn các video sau nha. Bye bye.